tôi có quen một người em gái nhỏ. Tuổi đang 16, mái tóc chấm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào. Rồi yêu thương ai đem ghép cho đôi tim nó. Đêm đột nhiên đắm chìm tôi giá từ, tiếng mưa buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư. Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ. Thời gian trôi qua mau giữ tình yêu cho nhau. Tin mai sau những ai biết xa sao. Xin tôi đêm nay nhớ thương một người lại một đêm. Người con gái nắng về đàn áo ấm ra xa trường, ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng xẻ bóng chia đôi, áo đang chưa rồi lỡ mưa đông về. Một đời nhưng mấy khi tình đầu kết thành xin mong ước, mấy khi tình đầu kết chọn mong đầu anh xin từng xa phố trắng mưa màu làm chim bay mỏi cánh. Xin chào tất cả các bác đã theo dõi kênh YouTube của em. Hôm nay thì em tiếp tục cho lên sóng hai chiếc đài radio nội địa Nhật nữa. Cả hai máy thì đều có màu xám bạc rất là sáng dễ nhìn của hãng Sanjo và Victor. Dòng này thì em đã tuyển radio của nó nguyên bản tần số 108MHz hết, bắt được tất cả các đài tiếng nói Việt Nam, không cần phải kéo sóng như những máy 90MHz nữa. Các bác mua về nghe tin tức thời sự mùa dịch này rất là tốt, và máy nội địa thì nó sử dụng điện 100V các bác nhá. Bây giờ để không mất thời gian thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng máy luôn. Đầu tiên đây là chiếc đài của hãng Sanjo, có model là Sanjo X830, có giá là 1.700.000 đồng. Kiểu dáng của nó thì cũng khá là đẹp đấy các bác. Kích thước chiều ngang là 46cm và ngang là 26. Là đài stereo với hai loa bass của nó là 14cm. Các chức năng hoạt động tốt với radio AM/FM bắt rõ nét, máy nguyên bản và chạy một cửa băng cassette. Riêng chiếc này thì chức năng của nó đơn giản nên rất dễ sử dụng. Các bác mua về biếu các cụ dùng thoải mái. Bên trên này thì các phím điều khiển của nó bằng tiếng Nhật, nhưng mà nó chỉ có vài nút cơ bản thôi. Ngoài cùng đây là cái núm vặn để các bác chỉnh volume to nhỏ, chỉnh bát chép. Cần gạt để các bác chọn chế độ băng cassette và radio thì nó chỉ có gạt lên và gạt xuống thôi. Bên này là cần gạt chỉnh AM và FM này, cũng như vậy, gạt lên và gạt xuống. Ngoài cùng đây là cái núm xoay để các bác dò FM ở dưới này. Ở bên dưới màn hình đây thì nó có cái đèn vu bằng tia thì nó sẽ theo nhạc ở trên này. Cũng khá là đẹp. Các chức năng sử dụng thì chỉ có vậy thôi, chỉ có hai nút cần gạt để các bác nhớ, thì cái này thì rất dễ sử dụng. Với tầm giá trên 1.000.000 thì chiếc này các bác để nghe radio cũng như là nghe băng cassette quá là tốt rồi. Để trưng bày cũng rất là đẹp, hoài cổ. Bây giờ thì em sẽ test nhanh một đoạn nhạc băng cassette cũng như là radio để cho các bác nghe. Tôi vẫn tin rằng em còn
thay với các nhà vệ sinh làm bằng nhựa tái sử dụng, nhóm của Jennifer đã giúp người dân tạo thói quen vệ sinh sạch sẽ, đồng thời giúp phụ nữ, trẻ em gái không còn cảnh phải tắm đêm ngoài trời như trước. Hơn thế, một phần quan trọng. Còn nhớ phương nào hoa đã rơi. Vừa giận, vừa hụt hẫng và mất niềm tin lẫn sự quý trọng mẹ mình. Trong hoàn cảnh như vậy, bạn cần bình tĩnh hết sức có thể, đừng vội vàng suy đoán, kết luận và giải quyết. Dưới sự trợ trì nói vậy. Em cũng ăn uống tiêu xài rất tiết kiệm vì em nghĩ ba mẹ rất khổ để dành tiền cho em ăn học. Em chiếm đầu lưỡi rồi từ từ vỡ ra, ngấm ngầm cho ra vị ngọt. Và qua bên này là chiếc đài của hãng Victor, có model là Victor RC-M60, khá là nổi tiếng, sản xuất vào năm 1981, em bán giá là 3 triệu 600 nghìn đồng. Dòng này thì nó cao cấp hơn, với máy lớn và nặng, kích thước của nó chiều ngang là 50cm và cao là 28, nặng gần 7kg. Trên nó còn có model như là Victor M70 và M90, nhưng mà hai chiếc đấy thì khá là đắt và hàng cũng hiếm, khó tiếp cận hơn những cái dòng M60 này. Về mặt hình thức thì máy còn khoảng trên 85%, ít chảy xước và nước sơn còn sáng. Các chức năng hoạt động tốt từ radio AM/FM 108, bắt đài tiếng nói Việt Nam, một cửa băng cassette và có cổng line in cũng như là cổng line out để các bác kết nối với một chiếc âm ly nữa, khá là đầy đủ. Bên phía trên điều khiển của nó thì cũng bằng tiếng Nhật. Các chức năng thì em sẽ giới thiệu qua để các bác về dễ sử dụng. Ok, nhìn bên phía trên này thì cũng khá là nhiều nút, nhưng mà các bác chỉ cần tập trung một vài chức năng như sau. Hai cần gạt bên tên phải đây là hai cần gạt to để các bác chỉnh volume to nhỏ với loa tay phải và loa tay trái. Ở bên đây là hai cần gạt nhỏ hơn để các bác chỉnh bát và chép. Ở bên đây thì em đang chỉnh dải chép nhiều hơn dải bát này. Cần gạt ở bên đây thì để các bác chọn chế độ băng cassette này, gạt lên trên thì là radio và gạt lên trên cùng nữa thì là nghe line in như ở đoạn đầu video em đã test. Tức là nghe cổng cắm nghe nhạc điện thoại đấy. Còn bên đây là cổng chọn chế độ băng. Ở cái đài này thì nó chạy được cả băng metal. Thì máy cao cấp hơn thì nó hơn những cái máy bình dân là ở chỗ này. Nó chạy được nhiều băng hơn và chọn được chế độ từng băng. Ở đây là băng Norman này, băng chrome và băng metal ở trên cùng. Ở bên đây là cần gạt để các bác chọn chế độ loa nghe theo mono, âm thanh nổi stereo. Ở bên đây là các nút ấn để các bác chọn chế độ nghe FM, AM và chế độ AM/FM, AFC như là stereo vậy. Còn bên dưới đây là cái nút để các bác dò FM, dò radio AM/FM, đồng hồ vu theo nhạc và cái tần số hiển thị AM/FM radio ở đây. Lớp kính này thì đang còn rất là trong, chưa có bị đục gì cả, hình thức đẹp. Dưới đây là bộ cơ cassette. Ở cái máy này thì họ trang bị cái phím bấm mà là bằng phím bấm điện, nhìn khá là gọn, không giống như các phím bấm cơ của các máy khác. Ví dụ phím bấm cơ thì nó sẽ phải ở dưới này, một loạt nút để các bác bấm, hoặc là ở trên này thì nhìn nó thô hơn. Cái này thì nhìn nó rất là gọn. Các bác bấm ở đây là sẽ cho băng ra này. Đầu tư của nó đang còn khá là đẹp, mới. Dây cu loa thì em đã bảo dưỡng thay mới rồi, các bác dùng rất là ổn định, không phải lo gì cả. Ở bên hông này thì nó có cổng line-in, line-in ở bên này và cổng line-out. Line-in để các bác kết nối với điện thoại, laptop, và cổng line-out thì để các bác xuất âm thanh xuống âm ly. Bên dưới này là cái cổng mic 6D. Thì ngày xưa họ thiết kế cái cổng này để cắm vào thu âm cho các phát thanh viên, thu âm vào băng cassette và phát. Đặc biệt chiếc này thì được trang bị hai cái anten để bắt sóng radio xa hơn và khỏe hơn. Những dòng đài nội địa như thế này thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nghe radio. Đây là thông số bên phía sau và số series. Các bác nhớ số series của nó này, 3 số cuối là 933. Bên trên đây là Made in Japan, model là RC-M60 Victor, chạy điện 100V, 16,5W, điện 50Hz và 60Hz, DC của nó là 12V, 8 cục pin đại. Ok, bây giờ thì em sẽ test qua cái phần băng cassette để cho các bác nghe. Vùng xa xôi đã sỏi biển đời tôi chinh chiến lâu năm yêu lâu.
Các bác có thể thấy được cái chiếc đài này thì nó nghe bằng cassette tiếng rất là chắc. Tuy nó chỉ là thuộc dòng tiền trung cấp thôi, không phải là cao cấp đắt tiền gì cả, nhưng mà tiếng của nó nghe rất là khác những cái dòng bình dân giá rẻ. Bây giờ thì em sẽ test qua cái phần radio FM. Tất nhiên chiếc đài này nếu được trang bị hai cái dây anten như thế này thì nó phải bắt sóng tốt rồi. Trong sử dụng có rất nhiều cách uống nước dừa, nhưng các mẹ hay chia sẻ với nhau nên lựa chọn mua dừa quả về lấy nước uống trực tiếp, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa không bị pha thêm các hóa chất khác. Đồng thời nên uống nước dừa vào thời điểm ban ngày và không nên uống trước khi đi ngủ. Cách uống nước cũng quan trọng không kém, nên uống từ từ chứ không uống hết cả cốc trong một lúc. Bản chất nước... Trò chuyện trước với cô, trao đổi trước với cô những vấn đề của mình, sau đó thì cho mẹ nghe lại chương trình mà cô đã chia sẻ với mình, rồi mới tác giả khi rất là chú Mỹ này. Em vừa test xong hai chiếc radio cassette của ngày hôm nay. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em theo số điện thoại đang hiển thị dưới màn hình đây. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.